gì đó. Hồng à. Dạ. Anh đang ngắm nhìn. Anh nhìn cái gì? Anh nhìn lúa xuống đơm bông lá ngọt trong sương, mà lòng anh dâng lên một niềm vui vô tàn. Bỗng nghe bước chân của ai đi nhẹ nhẹ, anh quay lại sau lưng thì đó là em Hồng. Mời sáng sớm em đi đâu, một tay thì em sắp chiếc lòng chim, còn tay kia sắp giỏ rau. Tại sao em không
dạy thêm cho nó nói ba tiếng âm thanh hỡi. Em tập nó nói rằng ba tiếng chị Hồng ơi, để nó nhắc anh nghe mỗi ngày. Phải nhớ tới Hồng nè, chứ đừng nhớ tới ai. Cô Sáu nè, cô Mười hai, cô Huệ, cô Mai. Hồng ơi, em là người máu mực, em như là thần tượng của anh. Thấy bà con lối sớm xa gần, ai cũng đều mến em. Nhớ một mình em cũng đủ lắm rồi, nữa phải còn nhớ. Nhà trên má hỏi đó. Má hỏi sao vậy em? Má hỏi gì? Vậy chứ thằng Thanh con anh Năm Ngữ đó, mày có ưng không thì trả lời ngay, để tao trả lời với anh. Để anh nhờ mai mối lo gì con nhận cho ai đứa được vô. Cho bằng lòng cũng làm cho người ta hết hồn à. Rồi cái má hậu má nói má, nhưng mà má của ai? Thì má của em, mà má của em cũng là má của anh chứ bộ à. Ừ chứ thì sao? Má nói Hồng à, con đang lo ruộng rậy xong xuôi, đằng còn lo mua sắm tết mà. Một cái tết quy hoàng anh biết rồi mà. Ủa mà bữa nọ má hứa anh của hai cái đứa nhà cuối tháng chạp này sẽ làm đám cưới mà. Chứ sao? Anh sẽ nhờ gì tư tình đại diện bên trai, còn em thì có cậu Tư Mẹo làm chủ hôn bên gái. Nhưng anh chỉ sợ một chuyện. Chuyện gì hả anh? Má em phải ăn ở theo xưa, bắt anh phải mặc áo dài đen nè, đội khứa cá kho. Trời ơi, kẹt quá em à. Có gì đâu mà kẹt. Em nói anh nghe nè, muốn cưới vợ phải chịu cực khổ, bực mình chút đỉnh, có ăn nhầm cái gì đâu. Anh biết vậy rồi, thương nhau chẳng ngại gian nan, muốn chi những chuyện con tầm thường. Đó rồi mọi sáng tinh sương, hai đứa ra ruộng cướp nương cướp dòng. Thấy em nên vợ nên chồng, con Sáu trong lòng cũng gọi chị